chúng ta chuyển qua một phần rất là quan trọng trong PHP và cũng là phần tiếp cận với lập trình web và đặc trưng của việc lập trình web. Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu với về các biến đặc biệt trong lập trình web. Và các biến này thì không chỉ riêng trong PHP có sử dụng mà tất cả các ngôn ngữ lập trình, tất cả các script, các web script đều sử dụng tới. Và có bốn biến cơ bản. Thế là biến get, biến post, biến cookie và biến sessions. Và đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu biến get. Thứ nhất, biến get là biến được truyền vào thông qua ULL từ trình duyệt web đến máy chủ web. Ở đây tôi có một ví dụ. Ví dụ là người dùng gõ địa chỉ web là http 2 chấm gạch chéo kmt.com.net index bằng index, sau đó hỏi chấm id bằng 4. Ở trong cái ví dụ này chúng ta để ý là cái hỏi chấm id bằng 4 là phần thừa ra trong URL khi ta duyệt trang index.php. Thực ra chúng ta chỉ cần index.php là nó đã thực thi rồi, trang web đã được nạp lên rồi. Nhưng họ còn thêm cái đuôi hai chấm à hỏi chấm id bằng 4 để làm gì? Thì à, chúng ta chú ý này. Đó chính là phần thừa ra. Đó là cái mà sẽ được truyền vào trong biến get. Rồi, thế vậy trong cái ví dụ trên thì cái biến get được truyền vào là cái biến gì? Có giá trị nó như thế nào? Nên chú ý này. Biến truyền vào từ URL thì ta sử dụng đô la này gạch dưới get để lấy tham số truyền vào và cái get ấy trở thành một mảng. Chúng ta quan sát một ví dụ nhỏ. Bây giờ tôi sẽ lưu sang một trang mới, trang này là trang get variable. Get variable. Và tôi sẽ lấy tham số truyền vào. Trước tiên tôi echo. Hãy cùng quan sát ở ví dụ nhỏ. Trước tiên tôi vào trình duyệt web và tôi gõ get variable. Đây là trang get variable chúng ta. Bây giờ tôi truyền vào biến id hỏi chấm id bằng 3. Id bằng 3. Bây giờ tôi sẽ in ra biến get. Thứ nhất tôi gán, tôi in ra biến get echo get. Chúng ta thử xem kết quả. Array có nghĩa là get là một mảng, là mảng đúng nhỉ. Bây giờ tôi sẽ thử truyền vào tiếp and name bằng Hùng. Tôi sẽ lấy get của name. Được chưa nhỉ? Đây là Hùng. Get của ID. ID. Kết quả sẽ là ra 3. Được nhỉ? Và cho gì? Khi mà lấy một cái phần nào đó, một cái biến nào đó ra khỏi mạng get thì ta sử dụng get mà ngoặc id tương tự như khi tôi làm này, get id và lấy ra name echo ở đây br echo get name và ok ở đây tôi truyền vào Nguyễn Văn B. Văn B nhỉ. Chỉ tiếc là nó không có dấu thôi. Nguyễn Văn B. Tôi sẽ dẫn các bạn cách chèn dấu sau. ID là 10 chẳng hạn. Thêm một ví dụ nữa. Bây giờ chúng ta cùng giải quyết bài tập 1. Khi người dùng nhập vào một URL trong trình duyệt web có dạng như thế này, bài tập get hỏi chấm mã sinh viên bằng 1, tên bằng nam, điểm bằng 20 và hãy in ra màn hình dạng như sau.
Đây, tạm dừng video trong 15 phút để giải quyết bài tập này cho các bạn. Chúc bạn thành công. Đã hết thời gian giải quyết bài tập, bây giờ tôi sẽ đưa ra lời giải. Trước tiên, tôi sẽ truyền vào tham số mã sinh viên bằng 1, tên bằng nam, điểm bằng 20. Bây giờ tôi tiến hành ghép, các biến. Đây, tôi sẽ ghép các biến. Thứ nhất là tôi sẽ gán biến tên, biến mã sinh viên trước bằng ghép mã sinh viên, biến tên bằng ghép tên, biến điểm bằng ghép điểm, và tôi tiến hành in ra như mẫu, in ra nghĩa là echo. Mã sinh viên. Mã sinh viên. Thêm tag br. Điểm. Và tôi tiến hành chạy. Thế quả gì? Mã sinh viên 1, 20. Quan trọng nhất là cái phần truyền vào từ URL. Tôi sẽ giới thiệu các bạn một ví dụ tiếp theo. Sử dụng get. Trước tiên tôi tạo file mới. Đây là file trang 1. Body. Tôi tạo một liên kết, ví dụ là get1.php sang trang 2, get2 đi, get2 sang trang 2, và tôi lưu lại trang này là trang 1, get1. Bây giờ tôi tạo file mới. Tôi copy nội dung tương tự từ file get1 qua. Và tôi sẽ lấy ra biến truyền vào từ get tên bằng get tên echo xin chào tên. Tôi lưu là get2.php. Bây giờ tôi sẽ tiến hành chạy get1.php sang trang 2 phải không? Click sang trang 2 nó ghi xin chào và không có gì. Thế bây giờ tôi sẽ thay cái liên kết trang 2 này bằng hỏi chấm tên bằng nam, và tôi tiến hành refresh. Trước tiên refresh để ý này, sau khi ta chọn vào liên kết thì cho để ý dưới góc status thành status ở đây. Thành status có tên bằng nam và click sang xin chào nam. Đây tôi cho xin chào lớp không tính 1K3 và tôi xem kết quả. Nhớ refresh. Refresh. Nó không tính 1K3. Đó, chuyển vào từ get. Vậy tôi đã giới thiệu các bạn xong về biến get.